Cái việc mà cân nặng không kiểm soát được nó ảnh hưởng về tâm lý rất là nhiều. Thông thường là không bao giờ dám ngẩng cao đầu đâu. Lúc nào đi là cũng cúi mặt xuống và đi thật nhanh lướt qua những cái dòng người mà họ có nhìn mình như vậy. Cân nặng khó kiểm soát, thân hình không cân đối khiến chị Vân Anh đã từng rất tự ti về hình thể của mình. Có một cái thói quen khi mà mình cảm thấy mình bị căng thẳng ở trong cuộc sống thì cái việc mà ăn uống bỗng nhiên nó trở thành một cái thói quen kiểu là để xoa dịu đi những cái suy nghĩ làm cho mình cảm thấy bị căng thẳng. Và cái thời điểm đấy thì em bắt đầu ngẫm và nhìn lại. Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi khi chị Vân Anh quyết định đến với môn chạy và kiên trì thử thách nỗ lực của bản thân. Dường như là cái môn chạy bộ này là một cái môn thể thao mà có thể giúp cho mình vận động toàn thân cũng như là cân bằng về thân tâm trí, bởi vì khi mà mình quyết định mình tập chạy bộ có nghĩa là cái tâm trí của mình nó đang rèn một cái sự tập trung vào từng hơi thở, vào từng bước chân chạy. Đam mê cái môn chạy bộ, mình dành tình yêu và mình cũng lắng nghe trái tim mình, bởi vì trái tim em lúc đấy cảm thấy là bạn ấy rất là khỏe mạnh khi bạn ấy tập theo cái phương pháp đấy. Giờ đây, khi đã chinh phục được những mục tiêu đề ra, một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần thoải mái, chẳng có gì thuyết phục hơn để chị Vân Anh lan tỏa những giá trị tốt đẹp của môn chạy tới mọi người bằng chính ví dụ của bản thân mình. Trong em luôn luôn có mong muốn là những người xung quanh mình sẽ luôn luôn có được cái cơ thể khỏe mạnh, có một cái cuộc sống hạnh phúc. Và khi mà em tập luyện thể thao thì em hiểu rằng cái việc vận động sẽ giúp cho cơ thể của mình có thể có những cái dòng năng lượng, sẽ giúp cho mình có một cái trí tuệ minh mẫn để có thể làm việc và có thể sống được một cuộc sống hạnh phúc và yêu đời ạ. TH tiên phong xây dựng chương trình dinh dưỡng học đường quốc gia.